Xe đạp thể thao VIP.com xin chào các anh chị. Video này shop mình mẫu xe đạp thể thao, xe đạp touring Twitter Aurora, xe đạp tay ngang, một mẫu xe đạp thể thao tuyệt đẹp từ hãng xe đạp thể thao Twitter. Với mẫu Twitter Aurora này thì phù hợp với anh chị đang cần tìm một chiếc xe đạp thể thao nhẹ nhàng, dễ dàng điều khiển, dùng để thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe, đi học, đi chơi, đi làm đều được. Và với mẫu Twitter Aurora thì shop đang có xe đạp tay ngang cũng như là xe đạp tay cong, tay cuộc để anh chị lựa chọn. Và video này thì shop đang dựng 3 màu của Twitter Aurora. Đó là màu đỏ, màu xanh lục bảo và màu bạc titan. Và còn rất là nhiều màu khác thì shop cũng sẽ giới thiệu chi tiết để anh chị thích màu nào. Anh chị đến với shop sẽ lựa chọn và mua cho mình được chiếc xe với màu sắc như ý cùng với chiếc size phù hợp. Và ngay bây giờ shop sẽ giới thiệu cấu hình chi tiết, mời anh chị cùng xem. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ là các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, đây là chiếc touring Twitter Aurora màu xanh lục bảo, rất đẹp và sang anh chị nhé. Xe có cấu hình đó là khung phuộc cọc in bằng carbon. Thiết kế của khung Twitter Aurora một thiết kế cũng rất là đẹp luôn anh chị ạ. Và xe này thì đang có hai size, đó là size 46 và size 48 để anh chị lựa chọn. Đây là màu xanh lục bảo, vâng, rất là đẹp luôn. Phô tăng bằng hợp kim nhôm, phô tăng vuông mới nhất từ hãng xe đạp Twitter. Tay lái Red Topic, vâng, cũng là một thương hiệu con của Twitter đây. Và cáp thì âm vào trong phô tăng, chạy thẳng vào phô tăng, sau đó chạy vào khung, vào phuộc. Vâng, cáp thì rất là gọn luôn, một thiết kế rất là đẹp. Xe sử dụng yên Red Topic, vâng, rất là quen thuộc trên các sản phẩm của hãng Twitter rồi. Yên mút bọc da mềm, có khe thoáng ở giữa. Sử dụng vành nhôm 2 lớp cao 4 cm, nốp Innova Pro 700 x 25C, lan hoa bằng thép và sử dụng cặp Mayer bằng hợp kim nhôm bi bạc đạn của hãng Red Topic KMC, trục bút to. Phanh trước phanh sau đang sử dụng phanh đĩa cơ dầu với củ phanh dầu của hãng Red Topic, đĩa phanh bằng thép đường kính 160 và tay phanh của hãng Red Topic bằng hợp kim nhôm. Phần tay nắm được bọc da đây anh chị nhé. Và tiếp theo đó là bộ truyền động trang bị cho Twitter Aurora này, đó là sử dụng bộ truyền động Shimano Tiagra 4007 2x10 tốc độ, tay bấm xả. Gạt đĩa Shimano Tiagra 4007, gạt lip Shimano Tiagra 4007, lip thả sân sài 10 tầng. Vâng, bộ Mayer này thì tiếng cối nổ của cối lip thì rất là quen thuộc của anh chị nha, nó rất là to luôn. Tiếp theo đó là sử dụng xích KMC, bộ đôi đĩa trục rỗng của hãng Dogu bằng nhôm cắt CNC 2 đĩa, cốt giữa sử dụng cốt BB. Vâng, tổng thể của Twitter Aurora anh chị đã thấy một cấu hình ngon chưa ạ? Cấu hình cực ổn và mức giá thì rất là hợp lý, chỉ 15 triệu bao ship toàn quốc cho Twitter Aurora tay ngang này anh chị nhé. Và toàn bộ thông tin chi tiết thì shop đã đăng tải trên web xe đạp thể thao vip.com cùng với giá của xe. Anh chị có thể truy cập theo đường link ở dưới phần mô tả video này, có thể đặt xe trực tiếp trên web hoặc đặt xe qua số điện thoại hotline bán hàng đang hiện trên màn hình 0989933958 đều được. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao vip.com.